Anh sẽ cưới em, bỏ thời gian cách xa đời chờ. Đường
xa nhà và tiếng pháo bụi theo kiều hoa có đôi phù thế. Còn trong đời bạn bè dăm tên và ngoài ra đã xa biệt rồi đâu còn. Mùa xuân này anh sẽ cưới em, nụ hoa xa chắc không được mời. Đường chim trời đây đó bốn phương, đưa đầu non đưa bên vườn suối. Nhờ mấy trời rồi mình đưa tin rằng mùa xuân đã lên vợ chồng đôi mình. Mùa thu còn đó, mùa đông thì chưa xa. Tình dân ngút ngàn, em lo gì người ta. Mùa thu sẽ chết, mùa đông rồi quá mau. Ngày vui đến gần, mùa xuân này ta sẽ có nhau. Nhớ ngày vui áo em màu vàng, màu anh hùng tô thắm sắc già, hay màu yêu ngát trên đồng lúa, màu huy hoàng dịu dàng quê hương. Vào đầu xuân chứa chan chuyện tình đôi mình, màu huy hoàng dịu dàng quê hương. Vào đầu xuân chứa chan chuyện tình. Anh
Chỉ yêu nhau mà thôi, hoàng tử cô
bao nhiêu hân hoan em với anh, tay đàn trong tay vui hát ca, một ngày đẹp trời cùng bên nhau. Hôm nay em vui như lá hoa, xuân sao trong nắng mai, một ngày ngọt ngào dành cho anh. Ôi tình yêu cho anh một thiên đường, ôi tình yêu đưa anh vào hạnh phúc. Em và anh yêu thương và hy vọng, yêu nồng say bên nhau tình yêu ngất ngây. Ngày vui hạnh phúc tạo tất cả các cháu Hiệu cùng các bác, các cô, các chú, các dì.
và tôi là bên ngoại là chị cả của mẹ có việc sinh ra được gia đình Quyền để sinh ra có những lời thưa với các ông các bà các anh các chị và gia đình bên họ nhà trai thì họ Đào có việc thì đã sắm hoa và các lễ mộ để đến sinh ra với Quyền và cũng mong muốn là với cái tình cảm của gia đình chúng tôi rất mong muốn là các ông bà các cô các bác muốn để chúc phúc cho các cháu cũng trong năm hạnh phúc và cái lễ ở đây thì cũng có đầy đủ trầu cau rượu nước chè và trong đây thì cũng đã có những cái là cái treo theo như phong tục tập quán của địa phương thì cũng xin được đại diện cho nhà gái nhận ông ơi ông đứng dậy nhận em cảm ơn là công nhận chồng của cháu luôn phải trai như thế thì tôi cũng có đôi lời là cũng là trong cái sự tìm hiểu và rất lâu dài của hai cháu và đến ngày thành công và sự nhất trí của hai bên gia đình của cha mẹ thì trong thời gian này coi là đã tạo dựng lên cho hai cháu một cái hạnh phúc trong năm nay hôm nay thì các cháu là cũng là nhận được là xính lễ của hai của bên họ trai cũng là chúng tôi ghi nhận và cuối cùng là một lần chúng tôi chỉ có đôi chút lời bên cháu nhà chúng tôi về làm dâu như thế đấy có lớn nhưng chưa có khôn mình thấy gì chưa được cũng mong các ông các bà bên đấy để cho cháu tôi để hòa nhập một ngày nào đó để trở thành những dâu viên hoàn hảo hai bên đấy một lần nữa tôi chúc các ông các bà mạnh khỏe và chúc hai cháu hạnh phúc cho năm này giờ tốt thì cháu Quy của tôi lập gia đình được bên trai mang lễ nghi đầy đủ đến thì tôi là ông của cháu Thùy nhận toàn bộ lễ lạc này là đúng có đầy đủ các lễ nghi của bên họ trai mang đến đấy. Còn bên họ trai thì tôi tự giới thiệu tôi là ông nội của cháu Thùy ở đây là bà cô rồi các bác ở bên ngoài ở trong miền Nam máy bay bay ở đây thì rất cảm ơn các bác đã có lòng quý đến cháu như vậy là đến em rồi đến ra đây hôm nay dự ngày lễ hạnh phúc của cháu Thùy rồi thì cha chú của cháu Thùy bên ngoài đây thì đâu nhưng mà ở đây không giới thiệu được hết bởi vì cái địa điểm như này là các bên ngoại trai cắm thông cho cái địa điểm bên nó quá trời đẹp còn ở mở cái hộp này có những cái thứ gì trong này đây đó mà cái nông nghề đã người đại diện thế nào ông nội đại diện là ông vừa mở cái gì trong này có những cái thứ gì trong đấy bởi vì mắt kém không có kiếm không được đây là cái gì đây bút này thì tối nhìn thấy được cho anh làm cái nào cái này nó chữ này nó đây là khai hộp cái này khai hộp này đây khai hộp là cái này đây để ra tiền cái này là để ra tiền quá để ra tiền cơm cha sức mẹ cơm cha sữa mẹ đây là cháu nội không cha sữa mẹ mà thế này ở đâu là như vậy là bạn bây giờ kêu ngoài thì cháu đưa5 triệu 086 nghìn cái này đây là cái gì á cái gì đấy cái gì
Cái này nhưng mà trong đây được bên phòng cái này là treo, cái này là cái gì đây? Cơm cha sữa mẹ. Cơm cha sữa mẹ. Đây là chờ đưa cho chị Liễu. Đây là chị Liễu đâu? Chị Liễu. Điều gì tốt đẹp hết. Con cháu chát lập gia đình này, hoàn sự nhí. Còn bây giờ thì anh nào đi đưa một hai bán lên trên này. Rồi thì cũng giới thiệu hai bên đi để quan hệ là bên trai bên gái thì giờ tốt thì đem cơ dầu lên là cháu xuất gió cho nhà. Bởi vì có người gần có người xa. Như thế để ông muốn định như thế cơ. Nếu mà chúng tụ tập là ngày mai thì mừng mà cháu gì đó con, nhưng mà ngày mai thì cô chú cô bác có một số lần đi xa đi mất nó để không ở lại. Như vậy ý của ông như thế. Còn bây giờ tùy thì đôi bên làm sao cho nó đẹp thì là thế thôi. Ông này thế thì theo cái chị cũng để cho cô bác các ông các bà các cô các bác các anh các chị thì muốn mừng nhận mặt cháu rể em rể thì muốn nó góp vốn để cho các em các cháu nó làm vốn thì cứ xin mời em. Tôi các cháu không thuộc nên như vậy bà có nghĩa là ông ôm mày bản bụng thôi nhưng mà vì các cháu nó không hiểu thì bắt buộc phải làm. Thế hôm nay thì lấy cái để tặng mà có muốn cho cháu ra đi xây dựng gia đình thì trước tiên như vậy là ông mời anh chị lớn của cháu thì đứng ra tức là góp vốn cho cháu trước nhất vì anh chị thấy cho thì còn là còn anh đứng lên làm trước còn cho chú làm sau. Anh trai chị dâu. Anh cho chị đâu làm trước, anh tài. Anh về nó thắp hương rồi chứ. Câu bác bạc già thì... Bây giờ bảo ơi, chị dơ cái bác em bác làm một mình nó không chẳng được. Đâu? 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 Anh chào anh trai chị, có muốn cho em trước. Chúc em trong năm hạnh phúc. À, được, vậy. Thế bây giờ đến nhìn ngoài thì đẹp nhưng mà bởi vì bà sợ ta cứ như vắng mà đi về xa rồi thì muốn có muốn cho cháu cũng muốn được nên em gặp bạn. Hai mẹ con ôm nhau cả. Tốt giờ tốt thì hai cháu lập gia đình là ông nội chịu góp vốn và tặng hai cháu 2 tỷ cháu đi buôn bán được nhiều và ông nội cháu chúc cho hai cháu trường thọ phú quý có chất trai để có chất gái. Ông nội chúc hai cháu thêm. Thế thì ai vào này nói to lên để cháu gì nó nghe tiếng là bỏ. Trai có cái. Lưa đi, không ngỡ ngoài thì nó. Người cho, người gì gần, người gì cho, nó quá. Thế rồi tắt tiếng đấy. Đây là cô, đây là... Đây là chín mũ tết, chín mũ được tiền tôi, nhà cũng khó khăn lắm. Chuyên môn làm cái món này hay làm, nên là mừng hạnh phúc cho hai cháu. Cứ đòi đưa mọi chuyện, nó là hay không chẳng là hạnh phúc. Cháu là
đường mùa vũ khí cháu xây gia đình thì không đi đi đâu gặp các cháu đi được cháu cháu là mua đôi gà là bác của cháu đây. Các bạn cô bên bên ngoài các bạn này các bạn là bạn cho tôi lắm đây là nhiệt tình đó nhiệt tình chí cố này cho đi hai cháu này 100 năm hạnh phúc làm ăn cho nó tấn tới phúc cho tới đầu bạc cao cậu6 tháng 3 Bình Thịnh thì gia đình nhà trai cũng đã chọn được cái ngày lành từ hành từ Phật giá của cháu Phật giá là năm vừa qua mình gia đình mình làm cái thủ tục đưa những cái đồ ra xong rồi tầm khoảng 8:30 tức là hơn 8 giờ thì nhà trai sẽ đến để xin được đón cháu về bên tức là 5:30 thì giờ trên gió sáng giờ đem đi nói nghĩa gì cho chắc chắn thì đúng rồi đấy mọi người biết rồi đấy thì tầm khoảng 8:30 thì xin bên nhà trai xin được đến để đón cháu thì về bên nhà và cũng mời các cô các bác các anh các chị có lòng này cùng gia đình nhà trai để đưa để cháu thì về bên nhà trai. Thế bây giờ không chắc cô bác rồi chú Chiếm thì góp hết rồi đi chị sẽ bỏ đây đại diện cho kiểm kinh tế các em bây giờ được bao nhiêu là chị tiền là được 4.900.000 đồng ạ. Rồi không cái đấy. Có một cái nhiều tốt đẹp đấy. Trường trường kêu kêu. Đưa hộp lại. Tôi cũng thay mặt cho bọn nhà gái thì mời bọn nhà trai cùng với gia đình bọn nhà gái. Hai bên có xem. Ừ, đã tôi cứ đòi cho cô dâu đi vào xem. Em bây giờ tăng ngồi cũng ngồi. Ở đây người ngồi bên đây. Rồi thôi. Đứng rồi. Ở đây uống nước mà. Ai bảo? Đi uống nước. Đâu cô? Nước từ cá này. Từng năm thanh dần vang, điệu nhạc như hòa tan, nhịp theo tiếng trống đi cháy miên man. Thoáng qua đây một người dáng thanh tao mỉm cười, nụ cười tươi xinh ánh son yêu kiều, tựa như thiên thần qua mùi hương thơm ngàn hoa, nhẹ bay váy áo em bay ngang qua, chỉ mong sao một lần đứng bên em thật gần thì thầm bên tai tiếng yêu trong ngần. Đời em gì kia hỡi, một người anh chưa biết tên em bấy lâu, dù em không cho hỏi thăm thì xin em hãy cứ cho anh được đứng quanh đây nhìn. Này em một thiên sứ, dù rằng ta chỉ mới quen nhau mấy giây, cầm tay anh đi bước theo dàn đông vui như thế ta say điều vũ tay trong bàn tay. Hãy cho anh biết tên nhé để anh nhớ đến em nhiều, dù cho là bao lâu vẫn sẽ mãi lưu tên nhau vào kỷ niệm để thế
niềm lưu luyến phút giây này. Baby I love you, hãy cho anh biết tên nhé, dù tên em nghe rất dài. Phải chăng là đêm nay bỗng phút chốc trôi qua mau và tàn đi, thì anh gọi em mãi. Baby I love you. Nhạc như hòa tan, nhịp theo tiếng trống đi chảy miên man. Thoáng qua đây một người, dáng thanh ta mỉm cười, nụ cười tươi xinh ánh son yêu kiều. Tựa như thiên thần qua, mùi hương thơm ngàn hoa, nhẹ bay váy áo em bay ngang qua. Chỉ mong sao một lần đứng bên em thật gần, thì thầm bên tai tiếng yêu trong ngần. Này em gì kia hỡi, một người anh chưa biết tên em bấy lâu. Dù em không cho hỏi thăm, thì xin em hãy cứ cho anh được đứng quanh đây nhìn. Này em một thiên sứ, dù rằng ta chỉ mới quen nhau mấy giây. Cầm tay anh đi bước theo, dàn đông vui như thế ta say điều vũ tay trong bàn tay. Hãy cho anh biết tên nhé, để anh nhớ đến em. Dù cho là bao lâu vẫn sẽ mãi lưu tên nhau vào kỷ niệm, để thêm niềm lưu luyến phút giây này. Baby I love you, hãy cho anh biết tên nhé, dù tên em nghe rất dài. Phải chăng là đêm nay bỗng phút chốc trôi qua mau và tàn đi, thì anh gọi em oh.
sẽ ngắn hương. Mỗi mai đi đầu nè, ô kìa tầng làng đó, đôi má nào hay hay ngân lệ hôm đông dâu. Gái trai trong làng chúc mừng quyền ương đó em. Trộn rang đầy rượu mâm, trên mâm đầy cao xanh, bên trái là ông Mai, đàn trai cười vui rước dâu. Kia kia còn thêm thùng, xinh xinh là cô dâu. Tân lan ngóng chờ, tân đương liếm nhìn rước dâu làng tôi. Này dòng xi men, mẹ tôi rước dâu, và cặp bóng tay.